À, anh Đó. em có nhớ cái nhiệm vụ trọng của ai nghe cái chỗ lần Aru nào không? Là nghĩa là cái đợt trước có là một cái nhiệm vụ trồng hoa cho các con rồi, nhưng mà bây giờ nó lại Minh Minh是该喝下午茶的时间。bây giờ nó lại làm cái nhiệm vụ đó tiếp, chắc nó bắt trồng hoa nữa thôi, hay là hoa héo nó tới nó bắt đầy gì không biết, xem nó nói gì. À, các bạn đánh rồi đó à, đúng hẹn thật đấy, tao đã lừa món gà áp chỗ, nếu mọi người thay đó thì có thể ngồi xuống cùng ăn gà áp chỗ. Ha, quá tao muốn ăn một đĩa lớn. Bày mòn ăn biết, xin lỗi bày mòn là như vậy đấy. Xin lỗi. Không sao đâu, đừng khách sáo với tao làm gì. Thích ăn uống là chuyện bình thường mà. Lát nữa tao sẽ mang thức ăn đi hâm nóng, rồi đón gói sáng cho các bạn. Xem như cảm ơn các bạn vì đã giúp đỡ tôi. Wow, Saba tốt bụng quá. Tường vi mà cô trồng nhất định sẽ phát triển tốt. Theo như cô mong, à, theo như mong đợi của cô. Haha, trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn giữ ẩm cho đất nên tình trạng của các chồi non khá tốt, chỉ là tốc độ sinh trưởng của chúng hơi chậm làm người ta lo lắng. Thông thường nếu hạt giống có trạng thái tốt thì sẽ nhanh chóng nảy mầm, nhưng mấy cây này đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì, không biết có phải do đất không đủ màu mỡ không. Nếu cứ tình trạng thế này thì tao sẽ bón phân thêm dưỡng chất cho đất, dùng năng lượng của nguyên tố thổ sử sinh. À, đợt trước dùng rồi, cái nhiệm vụ trước dùng rồi, cái này là cái nhiệm vụ phần sau rồi, phải thì làm phiền các bạn rồi. Ok, chuyện nhỏ thôi mà, cứ giao cho chúng ta. Lá gì ạ? Lần nữa cảm ơn các bạn. Tôi thật sự rất vui khi thấy được tường vây Sumeru sinh trưởng ở nơi này. Trong lúc Saba và các bạn nói chuyện, những chiếc lá mới đang dần nhú ra. Lá mới dần dần xòe ra để lộ những nụ hoa mừng mẫn. Những nụ hoa dần dần hé nở. Tường vây Sumeru mà Saba trồng cuối cùng cũng đã thái được nhụy. Cô ấy hé một đóa tường vây Sumeru đưa cho bọn và Baymon. Có hoa đây. Bông hoa tím đậm và rực rỡ, tỏa hương thơm ngát khiến người đi đường phải dừng chân. Mặc dù được gọi là tường vây, nhưng thật ra nó nay được gọi là hoa hồng. What? Hoa màu tím mà. Đừng làm vậy, tường vây mà Saba trồng vốn đã không nhiều rồi, mà giờ còn hé một đóa cho chúng ta nữa. Mì khoáng xe. Nếu không có các bạn giúp đỡ, tường vây Sumeru sẽ không thể nào nở hoa ở nơi này được. Đừng khách sáo. Một vườn tường vây đương nhiên là rất bát mát, nhưng một đóa tường vi thì cũng có vẻ đẹp của riêng mình. Trước đây khi còn là một học giả thì tôi đã có hứng thú với tường vi rồi. Ồ, thì ra Saba từng là học giả sao? Đúng vậy. À, kết thúc đối thoại là hôm bữa là kích vô là nó đã nói rồi. À, nhiệm vụ gì nó không để ý vậy? Trước khi cái nhiệm vụ mẫu kết thúc đó, là đối thoại thêm đối thoại thêm sau khi nhiệm vụ nó có nói mà tôi vẫn chưa nói với Baymon nữa. Tôi không phải cư dân ở làng Aero, tôi chuyển từ giáo viện tới đây.
Tao nói mà, Sơn anh nói lịch sự nho nhỏ quả thật rất giống học giả. Quá mình ba, Sơn ba trồng tường vây là vì muốn tiếp tục nghiên cứu chúng đúng không? Cũng không thể nói vậy được. Niềm yêu thích của học giả đối với đối tượng nghiên cứu không nên chỉ nhắm vào mục đích nghiên cứu, là bởi vì yêu thích thế giới này nên mới muốn tìm hiểu chúng, muốn tìm hiểu quy luật sinh mệnh của cỏ cây. Lấy ví dụ như tôi, trước đây tôi từng nghiên cứu một đề tài về tác động của địa lý Sumeru đối với hình thế của loài tường vây. Bạn nghĩ xem, nếu môi trường địa lý ở Sumeru thay đổi khác hoàn toàn với bây giờ, để thích ứng với điều kiện tự nhiên thì tường vây sẽ thay đổi như thế nào? Có khi nào sẽ trở thành loài thực vật dây leo không? Nếu như vậy thì ngày nay trên các bức tường của giáo viện không chừng cũng sẽ bao phủ bởi tường vây đó, hoặc là sẽ nở thành cụm, nở ra hàng loạt trong đất hoành tráng nhỉ. Nó không chừng sẽ có nhiều màu sắc như trắng này, đỏ này, vàng này. Đó sẽ là một giống loài hoàn toàn mới. Đương nhiên rồi, bây giờ rất ít người phát hiện ra giống loài mới, nuôi trồng giống loài mới như các học giả hàng đầu ngày xưa thì là còn ít hơn. Tôi muốn nói rõ một điều, trên mỗi một đóa tường vây đều chứa đựng vô vàn khả năng. Tìm tòi về những khả năng này là một việc rất thú vị. Khi ấy mỗi ngày tôi đều sẽ say mê thu thập mẫu vật. Nghĩ là quả thật là một khoảng thời gian tuy giản đơn nhưng vui vẻ. Tóm lại, các bạn cứ nhận lấy. Đối với tôi mà nói, đây không phải là tổn thất mà là san sẻ niềm vui. Nếu bây giờ trong lòng vẫn còn ế ngợ, sau này đem tường vây Sumeru tới thăm tôi là được mà. Tôi cũng thấy thoải mái khi nói chuyện với các bạn. Dù tôi có nói gì, các bạn cũng không nghĩ rằng tôi đang nói linh tinh và cách ngon lời tôi. Tôi sẽ tặng các bạn về món quà nhỏ. Tuy bây giờ không thích dùng tới chúng, nhưng nó không chừng các bạn sẽ thích. Chúng tôi sẽ thường xuyên ghé cha. Ok, nhất định phải thường xuyên gái lại đó. Kể lưu đài kể lưu đài phần tiếp theo đúng không? Không biết còn nữa ta. Cũng giáp giống như là cái này, nó giống như mèo Neko á. Lồn được nhiều cái nhiệm vụ như vậy nữa. Nó nói vậy. Xong rồi bắt đầu tới phần cách. Đợi không? Đến tìm tao để trò chuyện à? Tao đang có một đám chuyện muốn kể đây. Đây là tường vây. Xin mời tao hết được. Đưa cho nó ở. Thử được chưa? Lò hoa khiến người ta nhung nhớ. Tôi đã chuẩn bị xong món quà tặng bọn. Bạn cầm lấy đi. Toàn là những loài thực vật không thể nảy mầm sinh trưởng ở nơi này. Nếu bạn có khu vườn ở nơi khác thì có thể nhìn thấy chúng sinh trưởng rồi. Một lúc mà tôi đã nói thật nhẹ nhụ. Hình như giống bữa không ta? Chả biết. Trước khi bọn đánh, tôi ở đây không có bằng bạc, quả thật là có hai cô đàn. Ở trong thông, có rất ít người rảnh rỗi trồng hoa. Nói như vậy là không đúng. Ở phía bắc ngôi làng cũng có một ông lão tổ ra một khu vườn ươm dùng để trồng hoa. Tôi đến thăm ấy rồi, một ông lão hơi kỳ quặc. Rõ ràng ông trồng đó nhưng lại nói mình đang trồng hoa, còn đuổi tôi đi nữa. Sống một mình cũng hơi cô đơn vậy. Tôi có thể hiểu được tâm trạng ấy. Bạn có thể giúp tường vây Sumeru của tôi ra qua, nó không chừng cũng có thể giúp được ông ấy.
Nếu có cơ hội bọn và bên mình cũng tới thăm mà máy thử xem. Biết đâu là bà thám. Thấy rồi đúng không? Hay cái câu đối thoại cuối như bữa nói rồi. Bố khờ nữa. Ok xong.